Thank you.
Thank you.
cũng thành ra quy định. Đăng ký 17 đậu tắc xe, hoàn thành 17. Trong thời gian diễn ra ở 1 phút 25 giây bị ở phòng 21 bị một lỗi nhẹ trừ 0,1 điểm. Các bạn tài lưu ý. Số điểm của Hà Dùng sẽ được nghỉ giải lao 10 phút, sẽ tiếp tục không thi đấu của anh nè. Thôi cái này hết thì nghỉ ngay giờ không có. Trọng tài số 1, 8, 10. Trọng tài số 2, 8, 9, 10. Trọng tài số 3, 8, 8, 10. Trọng tài số 4, 8, 9, 1. Trọng tài số 5, 8, 9, 10. Trọng tài số 6, 8, 8, 8. Trọng tài số 7, 8, 8, 5. Trọng tài số 1 trở lại. Dạ, chưa có nhận. Trọng tài số 1, lỗi tư bản, 8, 9, 10. Số điểm cuối cùng của Hà Dũng là 8, 8, 9. Chúng ta sẽ giải lao đến 2 giờ 45 phút. Mọi người sẽ quay lại và tiếp tục thi đấu.